Em là cô bé bán diêm. Em lạnh quá, em đói quá. Ai mua diêm cho em không? Anh ơi, chị ai mua diêm cho em với? Ok, em từ từ đã. Ôi, mặc áo vào không viêm phổi. Mặc áo vào, đừng giận anh nữa mà. Lạnh quá. Em quẹt một que diêm. Ước gì có một cái áo ấm để mặc dưới cái trời đông giá rét này. Ơi, mặc áo vào không tí lại ho như khỉ á. Không cần chết đi. Hả? Ồ, cái gì đấy? Ôi, ấm luôn. Ui, ông trời nghe được cái lời thỉnh cầu của mình. À, thế thì mình quẹt que gãy không? Quẹt que diêm thứ hai. Ước gì mình có những cái món đồ chơi như các bạn đồng trang lứa của mình. Trời xanh mây trắng nhưng không có nắng. Trời rét căm căm hai răng va đập. Rồi luôn, que diêm cũng đã tắt. Nhưng mà cái điều ước của mình sao vẫn chưa được trở thành hiện thực vậy? Sao có cái thằng dở hơi nào mà vẫn đi mua đồ chơi ra đây chơi một mình nhỉ? Nhưng mà không sao, mình vui là được. Khả năng phải quẹt thêm một que diêm nữa thôi. Hả? Ôi, bây giờ điều ước mới xuất hiện. À, quá là ngon lành cành đào luôn. Thế thì mình quẹt que diêm thứ ba. Ước gì mà ước? Vậy đang trong giờ làm việc dám ngủ gật đúng không? Ồ. Ô, đồ này nhìn quen thế nhở? Quen à? Em vừa có một giấc mơ lạ lắm chị Bơ ạ. Giấc mơ gì? Em trở thành một cậu bé bán diêm. Hả? Em trong giấc mơ có mấy cái đồ này luôn này. Ôi giời ơi, đồ này trong mưa từ bao giờ em để đây chứ đúng không? Lạ đấy nhở? À, gần đến Giáng sinh rồi chị ạ. Hả? Hay là nhân tiện có mấy cái đồ này ở đây. Ô, cái này là có cả hình Giáng sinh rồi này. Đúng rồi, mình làm đồ tặng Giáng sinh đi. Cái này là những cái bịch đất lặn. À, em nghĩ rồi. Hay là mình lặn đất lặn hình Giáng sinh để tặng các bạn nhỏ. Chị sẽ lặn hình ông già Noel. Được đấy. À mà khoan đã. Nhưng thiếu thiếu. Thiếu cái gì đấy? Một hai. Một hai. Hello hello hello. Hello. Ây giời, con vợ này hình như này. Con này vợ này chơi game ở trên tầng 4 rồi. Đi lên tầng 4 gọi. Trời ơi. Có đồ xịn này. Rồi thằng Naruto ta đây. Naruto ta đây. Đấy, anh biết ngay. Chơi game. Không à. Dậy. À, ngắt tất cả mình giờ. Giờ làm lại đi chơi game à? Tôi đang quay game cho các bạn mà. Này, máy quay đấy. Rồi, tôi nghĩ là nghỉ quay game một lúc đã. Chúng ta có cái trò này hay hơn này. Hay lắm. Làm đất lát tặng quà Giáng sinh. Được đấy. Đi ra đây. Đi ra đây, tắt máy đi. Nó đang chờ đấy. Rồi, ở đây nha, chúng mình có tận 2 bịch đất lát luôn. Đấy, đất lặn 7 sắc cầu vòng. Đấy, và không những thế nhá. Có những đồ đạo cụ như kiểu là rải ri băng này. Chiên chả. Không, em nghĩ cái này tí để mình làm. Làm khung hả? Làm không, khung. Làm cái cây. Làm cái cây kẻ cầm. À. Và một, hai cái giấy bọc quà. Để tí mình làm trang trí bên ngoài cho nó đặc sắc cái món quà mình lên. Đấy, bây giờ mọi người nghĩ ra xem là mình lặn cái gì chưa? Tôi sẽ lặn con người tuyết. Than 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 than. Đây, người tuyết sẽ giống như nào? À, ui, thế thì tôi thấy luôn nhá. Một ông già Noel thì tôi lặn luôn quả người tuyết ông già Noel. Người tuyết với ông già Noel à? Trên cái này có hai hình hai đứa lặn mất rồi thì chị lặn cái gì giờ? Chị tự nghĩ đi. À, chị lặn con nợ. Giáng sinh mà lại có lợn ở đây. Ảo thật đấy. Chị đội cho nó cái quả mua Giáng sinh là thành Giáng sinh rồi. Trời, cãi nhau nhiều làm gì. Bây giờ mình chia đồ tí thành phẩm ra. Mình sẽ biết cái nào đẹp hơn cái nào ngay. Bóc luôn. Rồi, cái món đồ của em có tận bao nhiêu màu đây? Ôi giời, toàn chứ. 24 màu. 24 màu. Bên này bao nhiêu màu? Bên này 36 màu. Wow. 36 màu. Nhưng mà chúng ta sẽ trộn hết về nhau nha. Trộn nha. Ai thích màu gì lấy màu đấy. Ôi, chúng ta sẽ làm bút phê. Bút phê rất đại. Ai, màu gọi là cực kỳ nhiều luôn. Trộn. À, trộn này, khoảng nào trộn mấy cái này trộn. À, không như thế, mình còn được tặng thêm cái gì đây? À, mấy cái đồ để tí đạo cụ cho mình làm đất lặn. À. Ok. Ê, nhìn trông giống mấy cái bánh bánh xốp nhỉ? Ăn đi, ngon.
Thôi thôi thôi, em nghĩ là bây giờ mình nặn hình. Nhưng mà khoan đã. Em thấy trong đống này không có màu đỏ của Giáng sinh. Thế thì chúng ta sẽ mix màu. Phải chọn màu thôi. Rồi. Làm đi. Làm đi, mỗi người một công một việc nhá. Ok. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách nặn đất sét để ra được cái hình ông già Noel nhá. Bước đầu tiên chúng ta cần phải tạo cho mình một cái khung của ông già Noel, đó chính là cái bụng. Ông già Noel có cái bụng siêu to khổng lồ luôn, chúng ta cần nặn ra cái bụng của ông đấy. Rồi. Để chọn cái bụng thì mình đã chọn ra màu cam và thêm một màu nữa đi, màu hồng đi. Đấy, nó cũng tựa tựa là màu đỏ. Ok, hai cái này gộp vào với nhau xong là nặn. Còn chị thì chị sẽ nặn hình con lợn như này. Đấy. Xong cái đầu rồi. Giờ chúng ta sẽ đến gọi là phần thân. Đấy, đây. Làm người tuyết thì không thể thiếu được màu trắng rồi. Và đầu tiên nó sẽ là cái hình tròn màu trắng này. Mình đã làm xong hình tròn rồi các bạn. Mình sẽ làm cái phần thân tiếp theo. Để đâu bây giờ ra. Đây. Đó, phần thân tiếp theo mình sẽ lặn thêm một cái màu trắng. Đấy, như thế này, hình tròn cũng là hình tròn. Sau đó mình sẽ làm cái người nó thuôn dài ra một chút thì sẽ thành cái thân của con người tuyết thôi các bạn. Các bạn hình dung ra con người tuyết chưa? Như thế này đã đủ tròn chưa anh em? Rồi, phần bụng của ông già Noel cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ tạo cho ông già Noel một cái áo nha. Nhưng mà cái áo thì mình chỉ tạo thêm cái quy áo vào thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ lặn từng hình tròn một để tạo ra cái quy áo. 2000 years later. Rồi, mình vừa hoàn thành xong hai cái quy áo đây. Bây giờ sẽ gắn lên cái bụng của ông già Noel. Một cái quy, hai cái quy. Tôi nghĩ là phải tầm ba cái quy nó mới đẹp được. Rồi, thêm một cái quy nữa. Ok. Rồi, đây sẽ là ba cái quy áo. Anh em mường tượng ra được cái đây là cái bụng ông già Noel chưa nhỉ? Bây giờ tôi sẽ đến bước tiếp theo, đó chính là nặn đầu ông già Noel này này. Đó, đầu ông già Noel chúng ta cũng sẽ chỉ cần nặn ra một cái hình tròn vo là được. Không có màu trắng. Bây giờ tôi sẽ chọn màu vàng để làm điểm nhấn cho ông già Noel. Rồi, đầu cũng đã hoàn thành, bây giờ mình gắn vô. Gắn vô. Đấy, nhìn cũng giống giống ông già Noel phết rồi đấy. Nhưng mà vẫn thiếu nhiều chi tiết lắm. Ông già Noel có cái đặc sắc nhất là một bộ râu rất là dài. Bây giờ mình sẽ làm quả râu quay ló cho ông già Noel. Rồi các bạn ơi, mình nặn xong cái phần thân của con lợn. Nhưng mà hình mình nhìn ra nào nó ra con sâu ấy nhỉ? Em nhìn cũng giống con sâu thật. Trời, chưa xong đâu ạ. Trời luôn, chị so thêm. Nhìn cái của em rất đẹp, long lanh trong tranh này. Với cái của chị ấy, xấu như con gấu vậy. Cái này là chưa hoàn thiện, đợi hoàn thiện xong nha. Mình sẽ xiên vào đây để mình định hình lại. Đấy, xiên. Xiên vào đây, úi. Đó. Rồi, định hình được cái thân. Đây là cái thân các bạn đây. Thân của con người tuyết, xong mình xiên vào vẫn méo thế nhỉ. Nhưng mà không sao, xiên tiếp vào đây. Được rồi, ui. May quá không bị méo các bạn ơi. Đó, đây là cái con thân hình của con người tuyết. Nó đã được như thế này rồi các bạn. Mình chỉ cần trang trí hai cái mắt và một cái mũi cà rốt là xong thôi. À, mình hoàn thành xong quả dâu của ông già Noel rồi đây. Và bây giờ điểm quan trọng nhất đó chính là một cái mũi cà rốt. Mũi cà rốt thì mình sẽ lấy màu màu hồng ấy đi. Và các bạn ơi, mình thì xong cái phần gọi là phần thân rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí tiếp cái phần tai và phần cái mũ Giáng sinh. Em thề luôn, em chưa thấy con lợn là xấu như con lợn của chị Bơ ạ. Con lợn này lưỡi thì lè cái cổ. Lưỡi đâu mà lưỡi, đây là cà là vạc. Cà là vạc. Em cũng giống thế, em cũng nhìn thấy cái lưỡi. Thôi, ông giới thiệu ông đi. Này, của em là em cũng chỉ xong mỗi cái phần thân với phần mắt thôi. Đấy, bây giờ em cũng sẽ làm một cái mũi hình cà rốt. Đừng có ăn cắp bản quyền của tôi. Này, người tuyết nó phải là có mũi cà rốt. Làm sao mà ông già Noel lại có mũi cà rốt được? Tôi thích ông già Noel của tôi có một cái mũi cà rốt đây. Đây, cho bạn chiêm ngưỡng này. Mũi cà rốt nó phải đẹp như thế này chứ. Đấy, đấy mới gọi là ăn cắp đấy. Mũi cà rốt gì mà nhìn như cái mỏ vịt. Cũng đúng.
nhìn nó hơi xấu thật. Thôi mình chuyển mũi cà rốt để biến đổi thành mũi lặng giống chị Bơ đi. Mũi lặng. Ngài đừng có ăn cắp bản quyền giống chị nhá. Đây, em sẽ ngoáy cho nó hai cái mũi. Định làm gì, đây. Ngoáy cho nó hai cái mũi lặng vào đây. Ok, và bây giờ chúng ta chỉ cần làm cái mắt cộng thêm cái mũ Giáng sinh. Đúng rồi, quên mất cái mũ Giáng sinh. Thôi, chị đừng nghịch của em, hỏng hết hình của em, xấu luôn đấy. Rồi các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong một bạn lợn Giáng sinh, đội cái mũ Noel hình bông hoa luôn. Đấy, và bây giờ mình sẽ thực hiện công đoạn gần cuối cùng, đó chính là công đoạn xiên bạn này. Đấy, mình sẽ xiên gọi là đúng tâm. Rồi mình cũng đã xong hình ông già Noel rồi, anh em nhìn quả này biết uy tín đúng không? Cực kỳ giống ông già Noel. Và bây giờ mình sẽ chọc cái que vào. Que đâu ở đây? Que đây. Cái này phải lắn chuẩn chỉ nha. Chọc sai một bước là mình đi luôn đấy. Công sức lãi giờ của mình gọi là công cốc luôn anh em ạ. Sổ xiên này, xiên quả đẳng cấp luôn. Rồi giời ơi, quá là đẹp, quá là đồng hoàng. Và bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách để làm một cái gói quà nhanh và đẹp nhất có thể. Rồi, bước đầu tiên chúng ta chỉ cần chuẩn bị một tờ giấy hình chữ nhật như thế này. Ở đây, đặt cái đồ mà chúng ta cần trang trí vào giữa. Và bước tiếp theo, gập hai cái này lại thành một đường nhọn hoắt như thế này là xong. Ôi trời ơi, ok la chưa anh em? Đấy, chuẩn chỉ một gói quà luôn. Đó, chúng ta chỉ cần buộc cái băng vải rút lại là đẹp ngay, ok. Hả? Tối nay gặp gói giấy mệt thế nhở? Mình cũng biết gói giấy. Này, cắm con này vào. Sao nó lọt thỏm này ở đây? Thêm thêm. Xong rồi. Thành quả của chị. Một bông hoa đẹp không? Có cả lơ trên lơ dưới luôn. Thôi vậy. Con này của em bé quá. Em không gói hoa được. Em sẽ biến nó thành một con tò he. Đấy, vừa Giáng sinh mà vừa dân gian luôn đấy, chỉ là một con tò he thôi. Trời ơi, bộ video xấu thế. Đâu, của em xong chưa? Đấy, chị nhìn này, của em đẹp như trong tranh luôn. Ok la chưa? Trời ơi, đây rồi, em buộc được một dây dày à. Rồi, và đây là những tác phẩm mà chúng mình đã tạo ra nãy giờ luôn. Mọi người thấy cái tác phẩm nào nó đẹp nhất thì mọi người comment ngay ở phía bên dưới nhá. Thị bơ. Số báo danh 01. 01. Thị Bun, số báo danh 02. Thị Lơ, 03. Thị Lơ. Đây không tính tiền. Rồi, quá là con lành đạo luôn. Rồi rồi, bây giờ mình cầm những cái phần quà này, mình đi tặng mọi người đi. Cái này của tôi tặng ai lấy không ta? Tấm lòng là trên hết. Đúng các bạn rồi. Ạ. Tấm lòng là trên hết. Rồi, và các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy để lại cho chúng mình xin một like và đăng ký kênh và nhấn số quảng cáo nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye.